một ngày mình gặp ma cũng mấy trăm lần, tự quý vị không biết. Mình đi ngang mình đụng nó hoài, nó cũng như mình thôi. Mình đụng người á thì trúng vai hơi đau, chứ mình đụng má đâu đau gì đâu mà sợ. Đi qua đi lại thì đụng nó hoài. Trên cỡ tuổi bác đọc trên A Di Đà cho nhẹ nhàng. Đấy chị biết không, mình biết được ở trên đó có ao sen vàng, tắm nước vàng đồ phải không, cây cỏ cũng biết cha, chim hót ra tiếng người nữa, cái làm cho mình vui. Chứ con kêu bác mà đọc trên Địa Tạng á, một đống ma quỷ á, làm cho bác ám ảnh là bác xỉu luôn rồi sao. Đọc trên A Di Đà được rồi, tùy theo người con khuyên. Mấy đệ tử con á thì con kêu nó khai kinh Pháp Hoa, tức là mỗi tùy theo người con nhắm kiểu nào con cho kiểu đó. A Di Đà đó, đừng có chấp về đọc kinh, đọc là cho chính. Còn mấy thầy thì không có kêu kiểu này, mấy thầy nó còn phải nghiêm trang nha. Tại mấy thầy mà khuyên càng nghiêm trang thì mấy thầy càng cao siêu. Nên kiểu của con á, nửa đời nửa đạo. Tại vì giờ chót á, cha kêu á, là mình phải quay đầu lẹ. Tự vì mấy nghìn năm rồi cả nhân loại mình là có đại phước, mình sanh ra thời nay để gặp được Phật hạ phàm, để chứng minh một cái cảnh cực kỳ bi đát của nhân loại là tận thế. Chưa có khi nào một chứng bệnh mà giết 7 triệu người mà còn giết lai rai, và chưa có bao giờ mà 10 chết 7 còn 3. Mấy kinh điển hay sấm tiên tri, chư Phật đâu có hù mình đâu. Nếu mà hù mình ông Trạng Trình làm sao ổng là danh nhân lỗi lạc, dĩ nhân thời xưa. Đức thầy là Phật đại ca diếp, đức thầy đâu nói láo mình đâu. Tháo quyển nó gán đọc đi. Rồi hình như đây ông Giải Bán Khoai hả, Phật Trùm vậy đó. Hôm nay được lệnh lão khai. Ai thuộc mấy cái đó không? Lão khai, khai gì? Khai giống như Kiệt khai nè. Hôm nay được lệnh Thiên Tuấn Kiệt khai. Khai nè, khai hết thì được lệnh mới khai, chứ không được lệnh nó làm mai cái mỏ lại rồi. Ừ, Phật trời không có giấu thiên cơ, nói để cho mình biết, để mình né, mình tránh. Ok, ở đó có cái ổ gà đó con muốn sụp thì tự con đi. Cả Phật Thích Ca còn không cứu được dòng họ của Phật Tam, ta gọi là Tam ba thứ mà Phật cứu được đó là cái thứ mà cứng đầu á. Còn á là con đã chịu nhục nhiều rồi, mặt cũng dày rồi. Ngày nào Từng lên đây ngồi tiếp quý vị nói chuyện trong cái lúc cận đại này á, những cái gì nước Việt đang xảy ra đó, không có gì mà con không biết trước hết á. Mà con biết trước con nói rồi á, ở bển bác coi bao nhiêu người Việt chịu lắng nghe con nói. Họ chịu lắng nghe, họ đâu có bị thành 33 con heo quay. Họ chịu lắng nghe đó là bao nhiêu đứa trẻ bển bây giờ vẫn còn cà tưng đâu có biết chuyện gì sắp xảy ra. Nó ngày mai xảy ra rồi cứ xảy ra, hôm nay tôi vui rồi tôi cứ vui. Đúng ra đó, ở bển hôm nay mọi đứa và mọi gia đình phải bắt đầu ăn chay niệm Phật, ngồi thiền là quan trọng để cho mình quên đi bao nhiêu chuyện ở ngoài đường đang xảy ra. Thiếu xăng dầu, thiếu ăn xá, thiếu tiệm cà phê này, thiếu quán cơm nọ, nó sẽ thiếu. Tại vì xăng dầu mà đang thiếu thì nó sẽ thiếu dây chuyền đó. Rồi mình chỉ mong làm sao cho Đức Huỳnh Phú Sổ ổng xuất hiện cho càng lẹ. Ổng là sáng tác, ổng là người phải kết thúc. Con là người diễn giả, người là theo lệnh của thầy để mà lên mạng này nói. Chứ con nếu không có đức thầy hay là chư Phật con cũng không có biết cái gì để nói nữa. Cho nên bao nhiêu kênh mà lập ra Minh Dương giả, Phật giả là của Cộng sản, của tiên truyền đó. Nó đã nghiên cứu sấm cơ này hàng mấy trăm năm, từ đệ nhị thế chiến. Cái ngày đầu tiên mấy vị nói gõ cửa cốc, tại ngày đó con tính xuất gia đi tu ở chùa phải không? Thế con chưa xong, con chưa có đi tu được. Tại lúc đó mình tính chia tài sản hết, bỏ chùa đó là mình đi hành khất đại hiệp bên Ấn Độ quá. Cái mấy vị về gõ đầu liền. Đâu phải mình muốn đi là đi dễ đâu. Thì từ đó mới ra cái màn này. nó mới ra Thien Long Sơn, rồi dở ra Thien Long Giang. Nhưng mà sau này con cũng phải mặc áo vàng, con cũng thể sau này giống như ngày Minh Đăng Quang vậy. Ngày xưa ông có thành thông tu tiên Minh Miên, mặc áo vàng mới độ được đời, vì Thiên Tâm là vậy, đạo Phật mà. Không ai đạo Phật mà đạo ông trời học Phật. Còn bây giờ thì mình cứ vậy, vậy mình tính vậy. Chỉ buồn có một cái á, thách đồ á, cái này cao đồ nha. Thách đồ á, ở Việt Nam á là cột trụ quốc gia. Tại vì nó đã học được nhân lễ nghĩa chí tín từ thời nội, thời cha, thời con, thì đã hơn dân miền Trung miền Bắc rất là nhiều. Sau này những đứa đó sẽ nắm vững mệnh của quốc gia. Mà tháp đồ hôm nay á, đi lên Bình Dương làm để nuôi gia đình, rồi cái ở nhà trọ chảnh không có công ăn việc làm, rồi bắt đầu từ từ quên đi cái nhân lễ nghĩa giới tính. Mình không nói hết tháp đồ, nhưng mà Đức Thầy nói á, những cái cao đồ thì còn nhớ Thầy, còn nghe lời Đức Thầy. Còn những tháp đồ bây giờ lớn lên ít lắm, ít hiểu lắm, chỉ nghe mang máng không có, nó không có tín nhiệm được. Cái táo này thấy xanh nhưng mà nó ngọt, nó đâu ăn, nó đâu có tin đâu. Giờ nói kiểu nào này nó ngọt ngay, không ai tin. Mình đây mình ăn rồi mình biết, như Việt Nam chưa ăn trái táo này mình sao biết. Ta nghĩ xanh xanh là chua đúng không? Thì tháp đồ nó biết trái táo là trái táo, biết Minh Dương là Minh Dương, nó biết Đức Thầy Đức Thầy. Nhưng nó không ăn, nó không có cảm nhận. Khi nó không có cảm nhận, nó không có lòng tin. Khi mình tu đạo, mình tu nhân sửa tánh là phải có lòng tin. Không có lòng tin, mình không có nắm được cái đó, thì mình chỉ là tu cà gù cà gật, tu theo nhóm cho vui, tu để mà cho có cái hình thức coi tu tướng là sai. Mình phải tin có Phật Di Lặc ra đời, mình phải tin Đức Thầy ra đời, mình phải tin có Minh Dương xuất hiện. Còn thằng nào là Minh Dương, ai là Phật Di Lặc, ai là Đức Thầy thì còn là 4 con bài úp. Nhưng mà mình phải tin. Thì hôm nay mình mới thay đổi được vận mệnh cho cá nhân mình, phải thay đổi được vận mệnh cho vợ con mình, gia đình mình, cho dòng họ mình, và đồng thời cho quốc gia của mình. Cho nên những cái tháp đồ á, rất là quan trọng trong thời kỳ vàng kim trong tương lai. Con nói thì thí dụ nha, sau này đúng như Sắp Cơ nói, Minh Dương xuất hiện làm vua nước Việt, Minh Dương sẽ chọn ai? Chọn toàn thế giới. Nhưng mà người mà được ưu tiên nhất là ai? Nhân lễ nghĩa chí tín, không còn biết đạo nào, đạo công giáo đạo nào. Nhưng mà những người mà hấp thụ được nhân lễ nghĩa chí tín đa số là miền Tây An Giang. Thì những thành phần đó là được ưu tiên trước đã. Nắm cơ đồ, cơ vận, thì họ đã nắm cơ vận mấy trăm năm rồi. Cho nên là ai mà hiểu á, ai mà có đi miền Tây vẫn giữ vững cái lòng tin với Đức Thầy thì là tốt. Ý mình đang nói đây thôi, mình không có nói xa nữa. Phải lòng tin từ đời ông nội. Ông nội mình đâu có ngu đâu, mới đẻ ba mình. Ba mình là không có ngu, mới nuôi mình lớn. Thì ông nội mình không có ngu, ba mình không có ngu, tin Đức Thầy thì không lẽ giờ mình không tin, nghĩa là mình chê ba mình quá ngu, ông nội mình quá dốt à. Đừng có nghĩ là cái học vấn ABC. Thời xưa mấy ông bà mình không biết tiếng Việt là ngu. Ngu hay khôn nó không có theo cái chữ nghĩa nha, nó theo cái tập khí và đồng thời nó theo cái kinh nghiệm của người lớn tuổi. Cá không ăn muối cá ương, con không nghe lời cha mẹ là trăm đường con hư. Bao nhiêu câu của ông bà mình dạy lại là y chóc luôn, cứ là thế mà làm. Còn thời nay à, thấy người ta có cái điện thoại iPhone 14 là nhất định mua được iPhone 14. Bán nửa cái lá thận để mua iPhone 14 cũng mua. Thấy Samsung ngon là cũng mua, thấy PC ngon cỡ nào cũng dùng đủ mọi mưu mẹo. Bất kể nhân nghĩa cũng đạt được chiếc PC thì là sai. nghèo cho sạch, rách cho thơm, ở đó thì cái đó cũng là sàng lọc. Bởi vì có một lần nói chuyện với Phụ, ngày cũng buồn á, nói vụ này mà mình nói thấp đồ bây giờ á họ không có biết nhiều, còn á, cao đồ bác Ngư về bánh thì nghĩ là thấp đồ biết nhiều cũng có chứ không phải là mình nói hết, đúng không? Nhưng mà nó không có giống như cao đồ thời xưa là 10 người là tuyệt đối cho tin 10 người. Họ là cột trụ quốc gia đó.